nó ngon hơn so với một loại đúng không cô? Ừ, đúng rồi. Với lại cô bỏ thêm nước cốt dừa, nước cốt dừa. Có cả hành đồ gì nữa. Ừ, rồi đó. Trộn lên. Ừ. Cái này là cô giai đoạn là chuẩn bị chuẩn bị bột để là đổ bánh xèo. Ừ. Coi như nó loãng loãng, con thấy như cũng loãng loãng, loãng đó là vừa. Chứ đặc quá nó không ngon. Dạ. Đặc quá thì nó khô. Dạ. Cô bán bánh xèo gì là lâu được lâu chưa cô? Nay chắc cũng 4-5 năm gì vậy. Wow. Wow. Bánh xèo đảo thì là coi như chảo phải thiệt là nóng luôn. Các bạn này nóng này, nó là đảo tới đâu là xèo tới đó. Cái tiếng xèo nó rất là vui tai nên là ai nghe tới là cũng biết là đặc trưng của bánh xèo. Dạ. Bánh xèo thì là mình phải ăn với lại rau cải xà lách. Đó, mình ăn như thế này nè các bạn. Và lúc mà lột ra thì các bạn sẽ thấy là cái nhân của bánh xèo á nằm ở trong. Còn cái vỏ rất là giòn. Vàng luôn nha. Rồi. Mình để các cái loại rau vào như thế này nè. Rồi sau đó cuộn lại. Ăn với lại nước mắm chua ngọt, có đồ chua trong nha. Mời các bạn nha. Mời quý cô bác anh chị dùng bánh xèo miền Tây nha. Giòn rụm luôn nha. Rất là ngon. Hãy cùng với trâu và bò đi đến quán của cô để xem coi cô chiên cái bánh xèo ngon như vậy là như thế nào nha. Mời quý cô bác anh chị nha. Ngon quá. Cô Truyền ơi, tụi con là ở Sài Gòn xuống, tụi con kênh Trâu Bò Review. Tụi con rất là thích những cái món ăn mà dân dã miền Tây của mình. Thì tụi con hên, tụi con qua, tụi con gặp cô đang làm bánh xèo luôn. Thì tụi con muốn là có cơ hội để mà giới thiệu với mọi người về cái món bánh xèo ở Gò Công của mình. Với lại sẵn tiện là mình sẽ lan tỏa luôn cái quán của cô để cho mọi người muốn ăn á, mọi người tới. Thì tụi con xin phép quay lại cô làm bánh xèo và giới thiệu về quán của cô nha. Dạ. Cô cũng bán bình thường. Dạ. Vậy cô bán bánh xèo ở đây nè, là cô bán khúc này gọi là khúc gì vậy cô? Ở đây là thuộc ấp Hưng Hòa, xã Long Hưng. Dạ. Cũng là trên đường chính luôn, trên đường cô bán đây luôn. Và cô bán từ mấy giờ tới mấy giờ ạ? Cô bán trưa từ 11 giờ, cô bán cho tới chiều. Dạ, tới chiều, tối luôn. Coi như là khách tới là coi như người ta lại ăn là đổ bánh xèo ăn trực tiếp luôn. Đó mới gọi là bánh xèo. Rồi mình bán là một cái là bao nhiêu vậy cô? 15.000. À, thường thường mọi người á, một lần ăn mọi người như vậy là bao nhiêu cái là vừa ạ? Thôi thì thường khoảng chừng 2 cái là thấy no rồi. Dạ. Cô đang làm công đoạn gì vậy cô? Cô pha bột. À, pha bột. À. Bánh xèo này mình pha bột khó không vậy cô? Cũng dễ, bột mình sẵn đó. Nhà dạ. Mình mua mình pha với nước cốt dừa. À, cái nguyên liệu chính của loại bột mà mình pha mình dùng đó là gì vậy cô? Có sẵn bột rồi thì cái về cứ mình pha vô có gì á. Dạ. Dạ, trên cái gói này là người ta có nó có gia vị là gia vị rồi nước như thế nào hết trơn rồi. Nên có thấy như cô trộn tới hai loại bột lại lần. À, cô trộn hai thứ bột. Dạ, là bột gì với bột gì vậy cô? Cô bột Hương Xưa với cô bột gì Thuận đó. À, Hương Xưa với lại Bình Thuận. À. Dạ, hai loại bột trộn vô nên là cái vị nó ngon hơn so với một loại đúng không cô? Rồi, đúng rồi. Với lại cô bỏ thêm nước cốt dừa, nước cốt dừa. Có cả hành đồ gì nữa. Ừ, đó, rồi trộn lên. Ừ. Đây là cô giai đoạn là chuẩn bị bột để là đổ bánh xèo. Ừ. Còn cái mà màu nó lên màu vàng á là từ cái bột nó có hay là mình phải thêm gì không cô? Trong bột nó có hết. Trong bột nó có bột nghệ rồi sẵn á. À. Cái mình để vô. Công nhận giờ tiện quá ha. Ừ. Mình cứ mua hai loại bột lại mình trộn lại là ra cái bột mà để đổ bánh xèo. Có sẵn trong nè, có sẵn trong cái bịch đó. Trong bịch có sẵn luôn. Có sẵn luôn.
là có sẵn cả rồi, hành sẵn với lại nghệ luôn để lên màu cho đẹp luôn. Rồi có sẵn luôn. Phong cách này là ở miền Tây mình phải không cô? Ừ, thì đây thì hay làm vậy thôi. Là kiểu của mình là miền Tây rồi. Ừ. Bột nó phải loãng như thế nào là vừa vậy cô? Cô nhắm không à? Cô nhắm nó vừa vừa cái tay dạ. Mình là cô đổ à. Coi như nó loãng loãng, con thấy như cũng loãng loãng, loãng đó là vừa. Chứ đặc quá nó không ngon. Dạ. Đặc quá thì nó khô. Dạ. Cô bán bánh xèo giờ lâu được lâu chưa cô? Nay chắc cũng 4-5 năm gì vậy. Wow. Ừ. Vậy thì trong 4-5 năm đó càng ngày là coi như mình càng cải tiến cái cách làm của mình đó. Nó mỗi ngày chút nhưng mà càng ngày càng ngon hơn phải không cô? Vậy có cái gì đặc biệt mà cái bánh xèo của cô khác với lại những chỗ khác hay không? Ai biết nào thì cô chuyên vậy đi. Không biết thôi, sao. Được, con ăn được, con coi cái gì sao review cho mọi đó. Người nha. Dạ. Thì cô chuyên đó giờ vậy đó. Dạ. Tần pha bột như vậy nè là mình chiên được mấy cái vậy cô? Ví dụ một bịch á, một bịch hai bịch cô pha lại là chiên khoảng hai mấy cái, cô pha lần là nửa à, hơn nửa à, hết thì cô pha nữa. Dạ, coi như để cho cái bột nó còn tươi đó, ai ăn lại thiếu là cô pha thêm, như vậy nó còn tươi cái bột. Chứ cô có pha sẵn. Chiên cũng vậy, nó ai tới mới chiên lần chứ không có chiên trước. Dạ, con thấy là trong bánh xèo á, ngoài cái bột ra rồi mình còn có để với dạng giống như là thịt với lại tôm, thịt, đồ gì tôm, lên. Với giá thì... hành. Dạ. Thì bên mình là thịt, tôm, giá với hành. Mà cái lúc đó hình như là thịt với tôm là mình phải luộc sẵn không cô? Đúng rồi, luộc sẵn hết. Rồi về lúc đó là nó chín sẵn rồi thì cái lúc mà mình đổ bánh thì mình mới để lên. Đúng rồi. À, thấy có người thì là để thêm gì miếng bia. Ta để thêm miếng bia nữa, nó giòn hơn. À, nó giòn, nó xốp cái bánh á. À, đem tí vậy là được rồi. Dạ. Bia với sô ta thì cái ga nó làm cho nó cái bánh nó phồng á. Gọi thịt gì không vậy cô? Không, nó chỉ thịt heo, là chị đây thì hay xài đùi. À dạ. Thịt đùi con thấy nó nạt nhiều lắm nè. Thấy cô để thịt vô nó nạt nhiều lắm. Có tí da. Dạ. Rồi các bạn thấy nè là trong món của trong món bánh xèo của cô thì cô pha bột liền rồi xong rồi thịt cũng là cắt liền luôn để mà tạo thành cái chất bột bánh giòn mịn mà lại vàng nữa. Thì ở đây mình thấy có là bột nấu bánh bột để đổ bánh xèo Hương Xưa với lại bột đổ bánh xèo Vĩnh Thuận. Khi mà mình trộn hai cái nó lại thì cái hương vị nó ngon hơn phải không cô? Giòn, nó không có bị bột Hương Xưa không thì nó cứng. Dạ. Còn kia có hai thứ loại rồi nó ngon hơn. À, nó xốp hơn. Mình không có cần phải đổ bia hoặc là đổ soda vô, nhưng mà chỉ cần pha hai cái loại bột này vào thôi thì nó tạo thành cái độ xốp ở trong cái bột của bánh xèo khi mà đổ ra đó. Rất là hay nha, phải kinh nghiệm lắm thì cô mới biết được cái này. Đó. Dạ. Dạ từ từ thôi cô, không sao hết. Công đoạn mà đổ bánh xèo á thường thường là làm như thế nào vậy cô? Thì cô rưới dầu vô trước vậy nè. Dạ. À, một lần cô làm tới hai chảo lần. Dạ. Rồi chảo nóng vô cô để chế dầu vô cho để ướm cái chảo cho nóng mà không có bị dính một hồi nữa không bị dính bột. À thịt vô xào trước hả cô? À, tại nó chín rồi ra cái này chỉ rưới một vòng thôi. Dạ. Tôm đây thì cô xài tôm nhỏ chứ không xài tôm bự. Dạ. Tôm tại nhỏ đây cô bán có 15 ngàn, còn có người thì bán 20. Dạ. Coi như tùy theo cái giá tiền mà mình đông cái topping cho nó phù hợp. Nên ở đây là 15 ngàn, nên là tôm thiệt ra con thấy lại cũng là vừa á cô. Còn có thịt nữa. Rồi và mình để lên cho nóng tôm với thịt. Nóng, dạ. Nóng chảo cái mình cứ rồi nó mới dính con thôi là nó bị chảy. Dạ. Cái bánh xèo á được gọi là bánh xèo bởi vì là rưới bột lên là nó xèo chảo nóng rồi xong rồi lúc mà rưới bột lên là coi như là phải các bạn nhìn cô làm nè, khi mà cô chuẩn bị rưới bột lên á là chảo nóng rồi, cô rưới lên là coi như phải là đảo cái chảo liền để tạo thành cái lớp mỏng của bánh xèo đó. Cái đó là cái quan trọng nhất không cô? À, còn hơi nó không nóng chảo là nó bị dính. Dạ. Nó chảo phải thiệt là nóng luôn để mà cô
đảo cái lớp bột nè, nó mới tạo thành một cái lớp mỏng của cái bánh xèo thì nó mới giòn được. Cái nhân á, con thấy ở những chỗ khác là con thấy là người ta đổ xong người ta mới bỏ nhân lên, còn của mình này là bỏ trước, bỏ là trước. Sao vậy cô? Bỏ trước kiếm dính nó không có bờ trời. Còn người ta thì vậy thì mình ăn thì nó bị trời ra, nó dễ bị giống như là cái lúc mà kéo cái lớp bột bánh xèo á, nó bị rời cái nhân ra, còn mình để như vậy thì là nó sẽ dính vô trong cái bột luôn, nó rồi, không bị trời ra. Tức là cô làm nhiều rồi cô mới nhận ra được vậy đó. Thì đó giờ cô chuyên vậy không ạ? Cái lúc mà mình chiên vậy thì là mình còn phải coi nó như thế nào để mình bỏ thêm này thêm kia đúng không cô? Chỉ dưới thêm dầu thôi, mình bỏ vô lượt cũng thôi, xong dưới thêm dầu. Dạ, để tránh nó bị khét cháy cái phần ở dưới không cô? Với lại nó có dầu vô cái những cái bánh nó không có bị khô. Dạ. Nhìn nó mướt mắt thôi. Bánh xèo con thấy lớp bột mỏng là nhanh quá ha. Sao con thấy cô là phải lại nghiêng cái chảo như vậy nữa? Để cho cái dần hoài nó giòn để nó khét ở giữa. Rồi phải cẩn thận quá ha. Chứ không thôi là nó không có đều cái bột ở dưới, mình phải canh coi là nó còn chỗ nào chưa chín để mà mình quay chở. Dạ. Và bột nó chín nó giòn lên, rất nó bông lên kìa. Đó, xong. Rồi, cô chuẩn bị. Đổ bánh xèo đòi hỏi phải nhanh tay quá cô. Rồi, xong cô để là dĩa. Cái điều đặc biệt ở chỗ cô là cô để thịt và tôm vào trước. Cái điều này đó theo cô là để mà những cái nhân này sẽ chín vào trong lớp bột, nó không có bị rời ra khi mà các bạn dùng tới. Để cái đó là cái điều đặc biệt của bánh xèo của cô đó các bạn. Wow. Bánh xèo đảo thì là coi như chảo phải thiệt là nóng luôn. Các bạn này nóng nè, nó là đảo tới đâu là xèo tới đó. Cái tiếng xèo nó rất là vui tai nên là ai nghe tới là cũng biết là đặc trưng của bánh xèo. Và cái lúc mà xèo lên là cái mùi, cái hương nó còn bốc tỏa ra nghi ngục nữa. Rồi bỏ thêm một chút xíu giá với hẹ nữa lên là coi như là mình giá với hành. Dạ, là mình xong được một cái chiếc bánh xèo. Mình biết đó, thiệt ra cô cũng rất là thật tình, bởi vì ở đây là mình đang ở miền quê luôn, chính gốc luôn, nên là mọi người là chỉ biết là coi như là ở đây thì mình làm bánh xèo ở đây thôi không cô, là người làm bánh xèo miền Tây. Nên là các bạn thấy bánh xèo miền Tây á là người ta bỏ topping nhiều và cái độ rộng của bánh xèo á nó rất là to. Có người ta để đậu xanh nữa. Coi như tùy theo cái giá thành mà mình bỏ cái topping cho nó phù hợp với lại cái chi phí mình bỏ ra mà mình đổ bánh xèo như vậy nè, là phải để cho bánh xèo luôn luôn là nó mướt nên là phải đổ dầu vô thêm. Còn cái lúc mình canh đó là biết làm sao là vừa để mà không có bị khét vậy cô? Mình nhìn nó hơi vàng á là mình biết rồi, với lại nhìn cái bánh nó hơi bông lên là mình biết. Con thấy là vàng á, con nhận ra, con thấy nó vàng lúc mà ấy giờ nó đã vàng rồi. Nhưng mà con thấy là nó hơi bông ra mà mình dễ nhận ra đó, nhất thì đó, nó bông lên vậy nè, lạ ha. cái bột của những loại khác là mình phải ngự lên, mình phải lấy cái chảo cái mình xẻng nó lên, còn cái này là coi như là bột nó tự nó bông ra. Nếu mà cô chiên hàng ngày á, cái chảo nó cấp lên, còn như mình chảo mà mình không có chiên thường á, nó cũng bị dính. Nhưng con thấy nó dễ trong, dễ bóc lên á.
đổ xong cái nắp mình đậy lại á là nó sẽ chín hết cái lớp ở dưới, lớp ở trên. Dạ, giờ nước canh nó giòn ha. Dạ. Hình như là càng đổ càng mấy cái bánh vậy sao càng dễ đổ hơn đúng rồi, nó chảo nó nóng rồi đó. À. Cái bánh xèo được cái là khác với những cái loại bánh khác là mình làm nó nhanh đó cô. Coi như là quan trọng nhất là sắp tới thôi là coi như bánh xèo là nóng lên ăn liền. Bánh xèo cô bán ở đây nè là 15.000 một cái. Và quán của cô á là quán mà mọi người muốn tìm tới á, là quán mình là quán gì vậy cô? Cô không có để bảng gì. Dạ, chỉ có gọi cô là dạ cô tên gì ạ? Cô tên Truyền. Cô tên Truyền ạ. À. Cô Truyền. À. Dạ. Cô Truyền bán là mấy giờ tới mấy giờ vậy cô Truyền? Bán từ 11 giờ bán tới chiều. Dạ. 11 giờ là coi như là trưa người ta ăn là được rồi nè. Dạ, rồi tới chiều luôn. Coi như là cô rảnh tới lúc nào là khách lại là coi như có bánh ăn hết. Thế khách lại là có chiên liền vậy đó. Dạ. Con thấy cô cũng làm sẵn hết trơn rồi. Dạ. Quậy bột mình quậy cũng nhanh nữa. Dạ, đúng rồi. Rồi, một cái bánh xèo to mà giòn rụm nóng hổi luôn. Thêm một đây, ở đây nữa một lần cô làm là được hai chảo. Cái lúc mà mới làm nó có khó lắm không cô? Con thấy cái này đòi hỏi phải quen tay nè. Làm riết quen. Dạ. Mới làm cũng được. Mới làm chắc không có quen tay, không có nhanh đâu, nó dễ bị khét lắm ha. Có người ta đặt 20.000 hoặc 25.000 cái thì mình giá thì đó thì mình thêm thịt, thêm tôm. Dạ. Còn này là cô bán đại trà cho ai ăn cũng được hết. 15.000 cái. 15.000 cái. Ở đây ai ăn vậy cũng dễ hết hả cô? Mình cũng dễ bán nữa. Thế ở đồng đâu có ăn bán mắc quá, anh ta ăn không nổi. Bán của bình dân vậy đó. Dạ. Vàng luôn nha. Rồi. Mình để các cái loại rau vào như thế này nè. Rồi sau đó cuộn lại. Ăn với lại nước mắm chua ngọt, có đồ chua trong nha. Mời các bạn nha. Mời mọi người nha. Mùi vị nước cốt dừa đặc trưng của bánh xèo hòa với lại cái hương vị thơm của rau thơm. Ăn ở đây mà giữa cảnh sông nước á, phải nói là bá đạo luôn. Rất là ngon, béo, giòn, thơm, còn nóng nữa. Nên có dịp mà xuống miền Tây ghé ăn Gò Công thì các bạn hãy ghé quán bánh xèo của cô Truyền ở đây nha. Cô bán cũng rất là dễ tìm, nên là ghé ngang ăn một lần đi để nhớ mãi cái món bánh xèo miền Tây này. Nãy giờ tụi con được cô cho ăn bánh xèo rồi xem cô đổ bánh xèo nữa rất là ngon luôn. Thì mọi người nhìn á, mọi người thấy ngon quá, muốn lại quán ủng hộ cô. Thì cô có lời nào nhắn gửi hoặc là mời mọi người tới quán của cô không ạ? Thì cô bán đây là giá bình dân, 15.000 cái, thì ai có ăn tới ủng hộ cho cô. Dạ, nên là nếu như mà các bạn nào có xuống Gò Công thì hãy ghé quán của Truyền để ủng hộ cho quán của cô nha. Ăn bảo đảm rất là ngon luôn, bởi vì bột thì giòn, nước mắm thì ngon, rau thì tươi và sạch nữa. Cảm ơn mọi người nha. Mình chào mọi người một tiếng nha cô. Chào mọi người nha. Là có ghé ủng hộ. Dạ.